Chào các anh em. Thì hôm nay là mình chia sẻ đến các anh em là cách ngâm rượu bằng củ đinh lăng. Thì củ đinh lăng là một vị thuốc rất tốt cho cơ thể. Nó có tác dụng chống đau lưng, mỏi gối. Ngoài ra thì còn có tác dụng là bổ máu, thông lưu thông khí huyết. Nó được mệnh danh là sâm của người Việt. Thì hôm nay mình có ra vườn đào động củ. Mình rất kết bởi vì củ này anh em xem nó giống như hình của một con người. Rất đẹp. Đó, đây là cái đít này, hai cái chân này. Nên mình muốn ngâm lại để lưu trữ. Vừa làm thuốc mà cũng vừa là thú chơi tào nhã. Lưu ý là các anh em củ đinh lăng thì tốt, nhưng mà nếu anh em nào muốn ngâm rượu thì nên chọn loại đinh lăng nếp lá nhỏ. Thì hãy nên ngâm. Chứ anh em mà mua trên mạng thì đinh lăng lá to thì chất dinh dưỡng của nó, là tác dụng của nó sẽ không được như đinh lăng lá nhỏ. Thứ hai nữa là nếu mà mua được thì nên mua ở những gia đình tự trồng lấy. Còn mua ở một số nguồn trôi nổi trên mạng thì người ta có thể dùng chất kích thích, sẽ cho củ to hơn nhưng mà chất lượng thì không có. Như củ này của mình đào ở vườn nhà mình thì trồng cũng đã 7-8 năm rồi mà nó có bằng đây thôi đấy. Thì khi đào về thì anh em rửa hết sạch. Như này là mình đã rửa rồi. Một số anh em thì có thể ra dùng vòi cao áp ở mấy chỗ rửa xe để anh em rửa sạch, xịt sạch hết đất cát để khô, ráo nước. Bây giờ bắt đầu tiến hành ngâm thì anh em cần rửa lại sơ qua chỗ hết bụi bẩn. Rồi bây giờ anh em sẽ cùng ngâm rượu với tôi nhé. Đây là cái bình tôi mua 5 xị. Có vòi đồng hoàng luôn nha anh em. Đó. Còn đây là rượu. Rượu này là rượu chính gốc ở quê. Rượu này thì các anh em nên lấy rượu tầm 40 độ để ngâm thì sẽ phát huy được tốt hiệu quả. Nếu mà rượu nhạt quá thì khi mình ngâm với củ đinh lăng nó sẽ làm nhạt bớt rượu đi. Nên ngâm khoảng cỡ 40 độ là vừa. Đây, bây giờ tôi tiến hành ngâm. Anh em thông cảm tại tôi không có người quay nên tôi phải tự làm. Trước hết anh em nên bỏ mấy củ nhỏ đây vào. Sạch nước nha anh em. Mình tạo cho củ đinh lăng nó có một cái thế đẹp. Đây to quá nên tôi cắt ra. Đó. Đây, củ này thì tuyệt đẹp luôn. Không biết các anh em nghĩ sao nhưng mà tôi thấy nó đẹp. Tại vì nó giống như một hình một cô gái hay là một bà già gì đó. Tới hai cái chân rồi cái eo. Đây, xoay cho anh em xem vòng ký. Đó. Anh em nhớ ngâm là phải rửa sạch ở trong mấy cái ké nhé. Không uống đất không ạ. Đó, giờ tôi bỏ mình. Khó khăn quá. Đây, ok. Cái bình này thì anh em ra ngoài chợ mua cứ 5 xị. Ok. Đây tôi chỉnh như này lại. Đó, anh em thấy đẹp không? Củ này mình bỏ vào cái bình này là tuyệt vời nhất. Đó, này là hình người này.
Không, không. Đấy, dạy như kiểu logic đấy. Cho anh em chuyển ngữ một vòng nha. Bên này thì thường anh em ra mấy chỗ bán nhựa mấy kia, giá cũng cỡ 500 ngàn bình. Đó là hàng của Việt Nam á. Nói chung lâu lâu mình mới chơi thì mình chơi cho nó đẹp đẹp. Dung tích là 9 lít 8 nha anh em. Rồi, ok. Bây giờ chỉ cái nhiệm vụ đơn giản là đổ rượu vào thôi. Đây nha. Cái sạch rượu này. Nhập. Rồi, giờ bắt đầu tôi đổ rượu vào nha anh em. Một can này là 10 lít. Rồi. Rượu mà mình nấu lấy rượu gạo chính gốc thì nó sẽ không có trong, nước nó sẽ hơi đục, nổi váng, nhưng mà rất thơm, chất lượng. Rồi nha anh em, đầy ự luôn. À con dưa tí. Anh em thấy chưa? Đưa vào nhìn rất đẹp. Rồi, đây cái nắp. Nếu mà anh em ra ngoài mua bình này, giá trị nó phải triệu mấy, triệu rưỡi, nhưng mà chưa chắc anh em đã được bình rượu ngon chất lượng như thế này. Và xin thưa với các anh em một điều rằng rượu ngập đinh lăng qua một thời gian nó sẽ đen, nó không phải vàng như các anh em thấy hình ảnh ở trên mạng. Đầu tiên nó sẽ vàng, nhưng mà một thời gian nước nó càng ngày càng đen. Để tôi cho anh em xem cái bình rượu và tôi ngâm đinh lăng trước với củ nhỏ hơn. Đây nha anh em, rượu mà ngâm đinh lăng thật ấy, thì lần đầu tiên nó vàng, nhưng qua một thời gian nó sẽ đen lại như thế này. Đây là cái bình tôi ngâm củ 4 kg, anh em thấy rõ không? À quên, lộn, tôi ngâm củ hơn ký, củ bình 4 lít. Đó. Cái này thì tôi đã ngâm đã được gần 1 năm. Mỗi ngày thì anh em cao hứng thì uống 1 đến 2 ly rất tốt. Đây, nó màu đen này này. Chứ không phải màu vàng đâu, màu vàng là cái nước đầu được 2 3 ngày. Nó đẹp màu nhưng mà chất lượng là nó không có. Nếu anh em ra tiệm anh em mua một bình mà màu vàng thì coi như cái tiền đấy anh em bỏ. Rồi. Chúc các anh em thành công nhé.